Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng iDrug trên các server Dell, cách cấu hình, cài đặt, truy cập và sử dụng iDrug nhé. iDrug là viết tắt của Integrated Dell Remote Access Controller, là một công nghệ quản lý từ xa, out-of-band, tích hợp của Dell, được sử dụng trên các máy chủ Dell PowerOS. iDrug cung cấp một giao diện điều khiển bằng trình duyệt web cho phép quản trị viên giám sát, điều khiển và quản lý các máy chủ từ xa. Các bạn có thể quản trị mọi hoạt động của server thông qua giao diện iDrug như là theo dõi thông tin phần cứng, nâng cấp firmware, bật tắt server, lấy log để tạo cây bảo hành, cấu hình RAID hay thậm chí là cài đặt và truy cập vào hệ điều hành của server đều được. Một trong những tính năng nổi bật của iDrug là khả năng quản lý máy chủ trong khi hệ thống vẫn đang chạy hoặc trong trạng thái không hoạt động, miễn sao là máy chủ vẫn còn nguồn điện là được. iDrug thì có nhiều phiên bản khác nhau. Đối với các server hiện nay thì tất cả đều sử dụng phiên bản iDrug 9. Các phiên bản chủ yếu khác nhau về giao diện thôi, còn các tính năng cơ bản thì đều tương tự nhau. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không thể nâng cấp được các dòng iDrug, ví dụ từ iDrug 8 lên iDrug 9 nhé. Server đang sử dụng phiên bản nào thì các bạn sẽ sử dụng phiên bản đó. Hiện nay thì tất cả các server đều đang sử dụng phiên bản iDrug 9, do vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phiên bản này. Về license thì iDrug 9 sẽ có 3 loại: Express, Enterprise và Data Center. Bản Express là bản thấp nhất và ít tính năng nhất. Thông thường chúng ta sẽ mua license Enterprise vì license này mới có tính năng Virtual Console, là tính năng để các bạn truy cập trực tiếp vào server để cấu hình hoặc cài đặt hệ điều hành. Phiên bản Express sẽ không có tính năng này. Còn Data Center là license cao cấp nhất, sẽ có thêm các tính năng như là Telemetry, Smart, theo dõi thông tin của module quang, v.v. là các tính năng cần thiết trong các hệ thống quan trọng như là Data Center. Tất cả các server hiện nay đều có cổng quản trị iDrug riêng ở phía sau và có ghi chữ iDrug trên đó. Cổng này chỉ phục vụ riêng cho phần quản trị server chứ không sử dụng để kết nối mạng cho server. Nên thông thường trong hệ thống chúng ta sẽ kết nối cổng iDrug này với VLAN quản trị. Còn các cổng khác chúng ta sẽ kết nối với mạng dịch vụ. Nghĩa là chúng ta sẽ cần ít nhất 2 link nối từ server ra. Nếu sử dụng port channel cho cổng data thì sẽ nhiều hơn. Mặc định thì cổng iDrug sẽ có IP là 192.168.0.120 đối với các dòng cũ từ Gen 12 trở xuống. Còn các dòng server Gen 14 trở đi thì sẽ nhận IP qua DHCP. Nếu các bạn kết nối cổng này với mạng có DHCP thì server sẽ nhận IP động. Khi đó các bạn có thể cắm màn hình vào server để xem IP hoặc scan IP cũng được. Trong trường hợp không có DHCP thì các bạn sẽ cần có màn hình để đặt IP tĩnh cho iDrug. Cách làm thì mình sẽ hướng dẫn trong video tiếp theo. Nếu sử dụng màn hình thì các bạn sẽ thấy iDrug IP được cấu hình hoặc nhận qua DHCP khi server khởi động. Nếu scan IP thì các bạn sẽ thấy phần name sẽ hiển thị là iDrug gạch ngang số service tag của server. Sau khi có IP thì các bạn truy cập IP này bằng HTTPS. Tài khoản mặc định của iDrug sẽ là root. Còn password thì sẽ khác nhau trên mỗi server. Trên mỗi server đều có một tấm nhựa ở phía trước, các bạn kéo ra và tìm mật khẩu iDrug ở mặt sau. Các bạn lưu ý password này cần được viết hoa nhé. Sau khi đăng nhập vào thì các bạn đổi password mới hoặc chọn Keep Default Password nếu muốn giữ nguyên mật khẩu mặc định. Như vậy là chúng ta đã truy cập được vào giao diện quản trị của iDrug. Trong trường hợp các bạn đã quy hoạch IP cho từng server thì chúng ta sẽ cấu hình lại IP thành IP tĩnh theo quy hoạch. Để thay đổi IP của iDrug thì các bạn truy cập vào menu iDrug Setting. Chọn Config của IPv4 Setting. Trong phần DHCP thì các bạn chọn Disable và nhập IP mới cho iDrug.
nhấn Apply. Cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về tác dụng cơ bản của các menu trong iDruck. Các hướng dẫn chuyên sâu của từng tính năng thì mình sẽ làm trong các video khác nhé. Khi đăng nhập vào thì chúng ta sẽ truy cập vào màn hình dashboard. Ở đây sẽ có khá nhiều thông tin, các bạn có thể xem tình trạng về server. Các cảnh báo lốc. Hoặc xem thông tin về hệ điều hành, phiên bản firmware, license của iDruck. Các bạn cũng có thể bật tắt Reboot Server hoặc Reboot iDruck bằng các menu ở phía trên này. Bên trái này là Virtual Console để chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào server giống như các bạn đang sử dụng màn hình. Tính năng Virtual Console có rất nhiều tác dụng. Chúng ta có thể chọn ổ boot, bật tắt ở menu Power. Virtual Media là menu để các bạn kết nối với các ổ ảo chúng ta thường sử dụng khi cài đặt hệ điều hành hoặc cài đặt ứng dụng nào đó cũng được. Các bạn chỉ chọn Connect Virtual Media. Sau đó chọn đến file ISO của hệ điều hành cần cài là được. Sau đó các bạn boot lại bằng Virtual CD ISO thì server sẽ boot vào bằng file ISO chúng ta vừa chọn để cài đặt. Tuy nhiên để sử dụng được Virtual Console này thì server cần phải có License Enterprise hoặc Data Center nhé. Bản Express thì sẽ không có tính năng này. Menu System là nơi để các bạn kiểm tra trạng thái các linh kiện trong server. Các bạn có thể xem chi tiết về trạng thái hoạt động, path, serial, v.v. Để xem chi tiết thì các bạn chuyển sang tab Inventory. Sau đó chọn phần cứng muốn kiểm tra là được. Storage là menu các bạn quản lý card RAID, ổ cứng và cấu hình RAID cho server. Tab Controller sẽ hiển thị các thông tin về card RAID. Physical Disk là thông tin các ổ cứng đang nhận trên server. Virtual Disk là thông tin về RAID đang sử dụng. Các bạn chọn Create Virtual Disk ở đây để tạo RAID nếu chưa có. Menu Configuration là nơi để các bạn cài đặt các thông số bao gồm nguồn, Virtual Console, License, BIOS, v.v. Menu Maintenance sẽ hiển thị thông tin về lốc. Update firmware. Hoặc lấy các thông tin để tạo cây hỗ trợ của Dell trong trường hợp server bị lỗi. Menu iDruck Setting là các thông tin cấu hình về iDruck như là IP, tài khoản, quản lý các phiên kết nối, v.v. Thông tin của các menu được Dell bố trí rất khoa học và dễ hiểu, nên các bạn chỉ cần vào thao tác vài lần là quen ngay thôi. Chi tiết một số tính năng hay sử dụng thì mình sẽ hướng dẫn trong các video tiếp theo. Các bạn nhớ follow Sensitivity Shop Channel để theo dõi nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về Dell iDruck. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.